chào các khán giả của Teen Story. Tôi là Nicky. Và tôi là Hoa Julie. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chắc hẳn các bạn đã từng được nghe hoặc từng được chứng kiến những vụ nói xấu nhau trong lớp. Đối tượng dễ bị nói xấu nhất đó chính là những hành động bất bình thường và bị số đông coi là không tốt. Nhưng đáng buồn là hiện nay, những hành động tốt cũng bị đem ra để nói xấu. Nicky nói thế nào ấy chứ? Nói xấu thì chỉ nói cái xấu thôi, sao mà nói xấu cái tốt được? Nói có sách, mách có chứng. Cái tốt thì đem ra nói xấu thì nó mới thành vấn đề. Trời ơi, cả ngày cắm mặt vào sách thì làm sao mà chẳng giỏi. Eo giỏi quá cơ, giờ kiểm tra chẳng nhắc bài ai bao giờ. Eo ôi, chẳng qua là mình bận đi chơi thôi nhá, chứ mà không bận thì cũng hàng tá gì khen. Đấy, thấy chưa, bây giờ học giỏi còn bị nói ra nói vào. Lắm lúc Nicky cũng muốn học giỏi lắm chứ, nhưng mà sợ bị tỉnh say thôi. Tội nghiệp Nicky, muốn học giỏi mà cũng bị hoàn cảnh đưa đẩy. Mà học giỏi đã như thế, có khi học kém còn bị nói ra nói vào ghê gớm hơn đấy nhỉ. Hôm nay tôi trả bài kiểm tra cho lớp, đây là bài kiểm tra của em. Eo ơi, sai mỗi một con được có 9 điểm. Ôi, lần đầu tiên được 8 điểm, thích thế. Đây này, 10 đây này, đế quá dễ luôn. Nick được mấy điểm im lặng thế? Trung bình. Thế mà không bảo tôi nhắc bài cho. Ai bảo dạy cơ, lần sau không làm được thì chủ động hỏi nhá. Tôi nhắc cho, để dễ thế mà không làm được. Ôi dào, đề dễ như thế, không chịu học điểm kém mà đúng rồi, trò chừa cái tội lười. Trường hợp này thì có vẻ là dễ lý giải hơn đấy. Tuy nhiên thì Julie nghĩ là đâu nhất thiết phải tẩy chay bạn bè vì học kém nhỉ? Mình đã chẳng giúp được gì họ thì thôi, lại còn nói xấu thì có tác dụng gì? Đúng rồi đấy, Nicky cũng nghĩ như Julie. Nhưng đời nhiều khi nó ngang trái. Chính vì thế mà những chuyện kỳ lạ như thế này thì diễn ra phải gọi là như cơm bữa. Đây, mời Julie và các bạn cùng theo dõi tiếp một tình huống giờ khóc giờ cười nữa nhé. Trời ơi, cái mũi kìa, mới chỉnh lại sao mà thẳng tắp tần tật. Ô dân cá cứ bảo là cái Ngọc này mới chỉnh mũi đấy. Úi giời ơi, suốt ngày mặt hoa ra phấn thế kia thì còn học hành cái gì nhỉ? Thời gian tô son chất phấn đấy á, là tôi để dành đi shopping được mấy bộ quần áo gì đấy. Thôi, các bạn cứ bình luận đi. Tôi chỉ xin nói một câu là em đẹp, em có quyền. Đấy, bây giờ thì người đẹp cũng bị tẩy chay. Thật là khó đỡ. Chào mọi người xung quanh lại thêm bánh gato đây mà. Hoa vừa nói cái gì mà bánh gato cơ? Sắp sinh nhật ai à? Trời ơi, không phải. Nicky thật là đi sau thời đại quá đi mà. Gato là tiếng lóng để ám chỉ một hành động ghét ăn tức ở với người khác ý. À, ra là thế. Đẹp mà còn bị gato thì không hiểu xấu các bạn có gato không nhỉ? Hy vọng là không. Người có chắc là mình sẽ cướp lên hay là chỉ thêm đau đầu. Vậy thì đành thôi forever, forever. Nguyên một tảng ruồi trên mặt thế kia thì chẳng forever long. Cho tiền cũng không yêu. Về tẩy nước ruồi đây thì mình có người yêu ngay. Nên sao các bạn trêu chọc mình như vậy? Bố mẹ bảo đây là nước ruồi duyên cơ mà. Thôi, ruồi duyên ta cứ để, không ảnh hưởng đến ai. Julie thấy bạn nam này khá là tự tin đấy. Nếu vào trường hợp như vậy thì Julie cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Mấy bạn kia cứ chê người thì cũng đâu có đẹp lên được đâu. Nicky cũng đồng ý là đôi khi chúng ta phải cứng lên trái trứng thì mới phớt lờ được dư luận. Đúng vậy, lời nói của người khác có thể rất tốt để chúng ta tham khảo. Tuy nhiên nếu bị ảnh hưởng quá từ lời nói của người khác về mình thì Julie nghĩ là không hay. Nói chung là nói xấu người khác dù ở mọi hình thức thì đều là không nên, phải không Julie? Vậy nếu các bạn thấy hành động của người khác là sai trái, tất nhiên là không nên nói xấu sau lưng, vậy chúng ta nên làm gì nhỉ?
Julie nghĩ đầu tiên chúng ta nên thẳng thắn góp ý, sau đó thì dùng những lời lẽ dễ nghe để giúp bạn của mình trở nên tốt hơn. Và cuối cùng thì nếu chúng ta thực sự muốn một người khác trở nên tốt lên thì chúng ta sẽ không cảm thấy phiền khi sử dụng những lời lẽ dễ nghe để nói chuyện, phải không nào? Nikki cũng rất đồng tình với Julie trong vấn đề này. Đơn giản, bạn hãy thử đặt vị trí của mình vào vị trí của người bị nói xấu. Các bạn sẽ cảm thấy thực sự khó chịu khi người khác làm điều đó với bạn. Chính vì thế, đừng nói xấu người khác nếu các bạn không muốn bị nói xấu nhé. Các bạn thân mến, như vậy là trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng theo dõi những tình huống và lắng nghe các ý kiến của các bạn trẻ về vấn đề nói xấu nhau. Hy vọng các bạn đã có những giây phút thư giãn và thoải mái với chương trình. Các bạn cũng có thể ghé thăm trang Facebook của chương trình tại địa chỉ facebook.com/teenstory. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.